Truyền hình Hoa ngữ nửa đầu năm 2021 đã có sự khởi sắc khi chứng kiến màn lên sóng của hàng loạt các chiến mã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đồng thời cũng đạt được tỷ suất người xem đáng ngưỡng mộ. Các cái tên được kể đến như là Cẩm Tâm Thượng Ngọc, Hữu Phỉ, Trường Ca Hành hay là Sơn Hà Lệnh. Ngoài ra còn rất nhiều các bộ phim nổi bật khác. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Ten Asia chúng mình điểm qua nào. 10. Hạnh phúc nhỏ của anh. Bộ phim có sự góp mặt của nữ thần thanh xuân Hình Phi và mỹ nam thế hệ mới Đường Hiểu Thiên. Nội dung phim xoay quanh cô gái trẻ Tùng Dung do Hình Phi đóng, ôm ước mơ trở thành luật sư nhưng lại phải ra nước ngoài học ngành kinh tế theo sự sắp xếp của mẹ. Không từ bỏ giấc mơ, cô lén trở về nước và bắt đầu thực tập tại một văn phòng luật. Lúc này, Tùng Dung gặp gỡ với chàng bác sĩ điển trai, tài hoa Ôn Thiếu Khanh do Đường Hiểu Thiên đóng, hàng xóm và cũng là chủ nhà nơi cô đang trọ. Do một số định kiến hiểu lầm, hai người họ đấu trí, đấu dũng cực gắt với nhau từ nơi làm việc đến khi về nhà. Dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay và phát hiện đối phương là người bạn thời thơ ấu của mình. Khi điểm nhấn những thước phim ngọt lịm như vậy, Hạnh phúc nhỏ của anh xứng đáng là bộ phim ngôn tình đáng xem nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đầu năm 2021. 9. Ở Rể. Khi lên sóng, Ở Rể còn là một cái tên lạ khua lạ hoắc không ai biết đến, nhưng chỉ sau vài tập đầu, cái tên này bỗng vụt sáng trở thành hiện tượng với mức đầu tư vô cùng ít ỏi và dàn diễn viên không tên tuổi. Thành công của Ở Rể khiến người ta liên tưởng đến Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, Ở Rể kể về những ngày tháng xuyên không với thời cổ đại của Ninh Nghị, một ông trùm đầu tư tài chính. Sau khi xuyên không vào chàng rể vô dụng của Tô gia, Ninh Nghị quyết định sống một đời khoái hoạt, tiêu dao, chỉ có hưởng thụ. Thế nhưng số phận không để yên anh là một người vô công rồi nghề, cô quấn Ninh Nghị vào những tình huống bất đắc dĩ. Sau vài lần oái oăm, anh quyết định giúp thế tử Tô Đàn xây dựng sự nghiệp, chơi đùa thương giới, trở thành thủ phủ giàu có nhất Giang Ninh. Tác phẩm kết thúc với 6,4 điểm đầu bên, hầu hết là những lời khen ngợi về nội dung mới lạ, hài hước, thú vị. Tuy Quách Kỳ Lân không phải là nam chính lý tưởng trong lòng các khán giả nữ, nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình nhờ nét diễn tự nhiên, duyên dáng. Số 8. Vật trong tay. Bộ phim vừa lên sóng đã nhanh chóng đạt 8 điểm đầu bên, leo thẳng lên No One Hot Search vì nội dung cầu huyết nhưng vẫn mới mẻ. Phim xoay quanh cô gái trẻ Khao Ánh do Thái Văn Tịnh đóng. Trong một lần lái xe đến thăm bạn trai Lương Viễn Trạch, cô đã bị ba tên cướp khống chế và có ý đồ cưỡng hiếp. Nhờ vào tài trí và sự dũng cảm của mình, cô đã giúp đỡ cảnh sát bắt được băng đảng tội phạm đó, khiến chúng nhận án tử. 7 tháng sau, những tưởng cơn ác mộng đã kết thúc, thì tên đại ca trong băng đảng năm xưa sống lại dưới một thân phận khác, Phong Tiêu Thanh. Hắn ta ngồi vào chức tổng giám đốc của một công ty và quyết hành hạ Khao Ánh để trả thù. Đối mặt với sự trả thù độc ác của Phong Tiêu Thanh, cô đã âm thầm cùng với Tiểu Ngũ, một cảnh sát ngầm, thu thập chứng cứ giúp đỡ cảnh sát triệt phá băng đảng xã hội đen này. Sự xuất biến thái nhưng xuất thần của Bành Quán Oanh trở thành đề tài được bàn tán khen ngợi trên khắp mạng xã hội. 7. Đại đường Minh Nguyệt là bộ phim cổ trang trọng điểm của Youku vào năm 2021, lấy bối cảnh đường cao tốc Mỹ Nam Vĩnh Huy. Phim xoay quanh cuộc đời của Khố Địch Lưu Ly do Cổ Lực Na Trác đóng. Cô nương thông minh, xinh đẹp, kế thừa tài năng thêu thùa xuất chúng từ An Thị, buộc phải nhập cung làm vây cánh đắc lực cho Võ Tắc Thiên sau khi đắc tội với Tiêu Thục Phi. Định mệnh sớm đã an bài, Lưu Ly bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều đình. Bấy giờ nàng gặp gỡ Bùi Hành Kiệm do Hứa Ngụy Châu đóng, chàng thiếu niên anh tài xuất thân danh môn nhưng đang dỡ lở cuộc đời. Trong trận chiến vương quyền khốc liệt, hai người cùng nhau kề sát vai cánh vượt qua những hiểm nguy gian khó, từ thiếu niên ngây ngô đến quyền uy thiên hạ, từ cô độc lạc lõng đến phu thê liền tâm. Lưu Ly và Hành Kiệm đã cùng nhau viết nên một giai thoại rung động lòng người giữa lòng Trường An phồn hoa lộng lẫy. 6. Em là thành trì doanh lũy của anh. Với điểm đầu bên lên đến 8,1, Em là thành trì doanh lũy của anh chắc chắn là tác phẩm hiện đại hot nhất nửa đầu năm 2021 này rồi. Phim là câu chuyện tình ngọt ngào giữa đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hình Khắc Lũy do Bạch Kính Đình đóng, một cảnh sát trẻ đầy bản lĩnh, ẩn trong bề ngoài lạnh lùng là một trái tim ấm áp tràn đầy nhiệt huyết, và Mễ Kha do Mã Tư Thuần thể hiện, một bác sĩ ngoại khoa đầy lòng nhân ái, luôn hết lòng vì người bệnh. Cả hai gặp nhau trong một khóa huấn luyện cứu hộ khẩn cấp do đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT tổ chức. Ban đầu vì một số hiểu lầm mà hai người đối đầu như nước với lửa. Thế nhưng trong quá trình hợp tác, Hình Khắc Lũy dần dần bị Mễ Kha thu hút bởi sự lương thiện, quả cảm. Chuyện tình cảm của cặp đôi gắn liền với công việc, những thời khắc nguy hiểm vận lộn cùng sinh tử. Nhưng sau tất cả, họ vẫn trao nhau thứ tình yêu nhẹ nhàng, giản dị hơn nhưng cũng không kém phần lãng mạn, ngọt ngào. 5. Sơn Hà Lệnh. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã khiến khán giả đứng ngồi không yên khi tình huynh đệ do Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn chủ diễn quá mãn nhãn. Sơn Hà Lệnh xoay quanh thủ lĩnh của Thiên Song là Chu Tử Thư do Trương Chiết Hạn đóng, truy cầu tự do, thậm chí là không tiếc trả giá bằng tính mạng cũng phải rời khỏi tổ chức. Một kẻ chẳng sống được bao lâu, luôn trầm tĩnh, lạnh lùng và có phần bí ẩn. Trên con đường hành tẩu giang hồ lại tình cờ gặp gỡ Ôn Khách Hành do Cung Tuấn đóng, chủ nhân của Quỹ Cốc trong truyền thuyết mà khắp nơi khiếp sợ, kẻ chỉ một lòng hủy diệt thế giới. Hai người bọn họ bị
cuốn vào tranh đấu trốn giang hồ, từ quen biết mà đi tới thấu hiểu, chia kỷ, cứu rỗi lẫn nhau. Với 8,6 điểm đầu bên, tác phẩm nhận được nhiều lời khen về tình tiết, bối cảnh và dàn diễn viên trai xinh gái đẹp. Khán giả kỳ vọng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ tiến lên hàng nam thần cổ trang hoa ngữ thế hệ mới sau bộ phim này. 4. Trường ca hành. Thu về hơn 2,3 tỷ lượt xem, phim được mệnh danh là một bản trường ca đưa người xem ngược lại quá khứ, khám phá lịch sử xa xưa của Trung Quốc. Trường ca hành lấy bối cảnh thời Đường, xoay quanh quá trình trưởng thành của Vĩnh Ninh công chúa, hay còn gọi với cái tên là Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng. Cha của Lý Trường Ca bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại, khiến cô phải lưu lạc giang hồ, tìm cách phục thù. Từ đây, Lý Trường Ca bắt đầu giả trai, che giấu thân phận của mình và dấn thân vào cuộc sống của người bình thường. Suốt chiều dài của hành trình, mọi vất vả khó khăn đều đổ lên tấm thân của người thiếu nữ. Duyên trời sắp đặt cho cô gặp gỡ dũng sĩ số 1 của Thảo Nguyên là A Thi Lạc Chuẩn do Ngô Lỗi đóng. Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng không kém phần bi tráng. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ của Visual cực phẩm gồm Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Phương Giật Luân cũng nhận về cùng 10 lời khen từ khán giả. 3. Hữu Phỉ. Bộ phim đánh dấu sự kết hợp của hai đại lưu lượng hàng đầu showbiz là Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh, nên không có gì ngạc nhiên khi Hữu Phỉ liên tục đứng đầu bảng xếp hạng về nhiệt độ phim, thu hút về lượt xem khủng lên đến hơn 3 tỷ view. Trong bối cảnh đất nước loạn lạc, nội chiến liên miên, non sông chia cắt Nam Bắc cai trị, Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh đóng, cháu gái của đại hiệp Lý Trưng, danh chấn giang hồ, tiểu thư của 48 trại phỉ, rời nhà xuống núi để rèn luyện bản thân, bảo vệ chính nghĩa. Từ đây, hàng loạt biến cố xảy ra khiến cô bị cuốn vào những âm mưu, ân oán giữa các phe phái gia tộc. Trên hành trình này, cô gặp được Đoan Vương Tiền Triều, Tạ Doãn do Vương Nhất Bác đóng. Hai người trở thành bạn đồng hành, cùng nhau trải qua những nguy hiểm, những âm mưu quỷ kế để giành quyền lực, khám phá giang sơn rộng lớn, cùng nhau trở thành những anh hùng của thời đại viết nên một giai thoại danh chấn giang hồ. 2. Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Là một trong những bom tấn hot nhất đạt hơn 3 tỷ view trên Tencent, Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh, nội dung kể về là Thập Nhất Nương do Đàm Tùng Vận đóng, là thứ nữ thân phận thấp kém, từ nhỏ đã bị đẩy sống bên ngoài lá phủ, cuộc sống vô vàn khó khăn nhưng luôn có tinh thần lạc quan, thông minh và giỏi giang. Nàng nuôi gà vào phủ của Vĩnh Bình Hầu đại tướng quân Từ Lệ Nghi do Trung Hán Lương đóng. Sau khi bước chân vào Từ phủ, trở thành chủ mẫu, Thập Nhất Nương nhờ vào sự thông minh, cẩn trọng và khôn khéo đã chinh phục được trái tim của Từ Lệ Nghi, đồng thời còn vượt qua mọi mưu sâu kế hiểm đến từ hậu viện nhằm nhắm vào nàng. Sau bao thăng trầm, cuối cùng hai người cũng thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những thử thách và phát triển gia tộc. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác khá là lớn nhưng mà chemistry giữa Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận vẫn rất là ngọt ngào, khiến khán giả vô cùng thích thú. 1. Đấu La Đại Lục. Với sự góp mặt của bộ đôi cực phẩm Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi cùng bối cảnh huyền huyễn thơ mộng, Đấu La Đại Lục đã làm bùng nổ màn ảnh nhỏ của những tháng đầu năm 2021. Lấy bối cảnh dị giới xoay quanh Đường Tam do Tiêu Chiến đóng, vì bị Đường Môn truy sát mà vô tình xuyên không qua một thế giới khác, đó là Đại Lục Đấu La. Không chỉ phải đối mặt với khó khăn, nỗ lực, Đường Tam còn phải tìm ra kẻ đứng sau âm mưu đã giết hại mẹ mình trong quá khứ. Vô tình đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, Đường Tam được gửi đến Học viện Sử Lai Pháp. Tại đây anh đã gặp được cô gái của cuộc đời mình, mở ra mối tình đẹp với đại tỷ Tử Vũ do Ngô Tuyên Nghi đóng, cũng như kết giao với một đám huynh đệ tạo thành tổ hợp 7 người mạnh nhất. Anh từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn, tu luyện võ hồn, từ người tu luyện thành thần, cuối cùng diệt trừ lực lượng tà ác, trở thành người mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Trên đây là những tổng hợp của chúng mình. Cả nhà đừng quên like, share clip và subscribe kênh YouTube của Ten Asia nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.